Mọi thứ đang được bày bừa, lộn xộn, không theo một trật tự nhất định nào. Thế nhưng các bạn nhỏ đang được học rất nhiều điều từ sự không sắp đặt ấy. Đây là khóa học dạy trẻ làm bánh, giúp các bé thỏa niềm yêu thích với bánh ngọt. Lớp học sẽ là môi trường tốt để phát hiện năng khiếu và rèn kỹ năng giao tiếp với cộng đồng thông qua hoạt động tương tác trong lớp học, tính tỉ mỉ, kiên nhẫn cho trẻ từ học làm bánh cùng các bạn. Qua đó các bé sẽ được rèn luyện cách làm việc nhóm, biết cảm nhận mùi, vị và sắc, khám phá và khơi dậy tính thẩm mỹ tiềm ẩn, giúp các bé cảm thụ được cuộc sống sinh động hơn. Dạ, con cảm thấy rất là vui và khi mà học được làm những cái loại bánh mới thì con thấy rất là thú vị. Những cái mùa hè khác thì lâu lâu thì cũng được đi chơi mỗi một hai ngày thôi, nhưng mà năm nay là được vô học rồi làm những cái điều thú vị và những cái điều mới, còn thấy nó thú vị, nó tươi hơn là những năm trước. Con muốn là sẽ có nhiều những cái lớp học thú vị hơn để mùa hè của các bạn nhỏ được trở nên tươi mới hơn. Ngoài được vui chơi với bạn bè, vui chơi, thư giãn và rèn tính tự lập, thông qua việc làm bánh sẽ giúp bé cảm nhận được ý nghĩa của lao động và tận hưởng cảm giác tự hào về thành quả của mình. Đây là một hình thức giáo dục tiên tiến được nhiều nước áp dụng giáo dục cho con trẻ phát triển toàn diện và thành đạt hơn trong cuộc sống. Mình thấy là bé học được rất là nhiều qua những cái hoạt động, những cái trò chơi. Không chỉ là kiến thức về làm bánh, bé còn được trang trí, được pha màu và được tập làm những cái món đồ handmade. Ngoài ra thì bé còn phát triển được những cái kỹ năng giao tiếp, làm quen với các anh chị, các bạn, bé cởi mở hơn và có một cái mùa hè rất là ý nghĩa. Thay vì bé ở nhà tiếp xúc với các màn hình điện tử thì qua các hoạt động này mình thấy là bé phát triển hơn rất là nhiều về cả kiến thức và kỹ năng. Dạy trẻ nấu ăn, biết làm bánh và hiểu biết cơ bản về ẩm thực là đang chuẩn bị hành trang cho con vững bước vào đời. Bởi khi vào bếp sẽ giúp trẻ tăng tính tự lập, sau đó là giúp đỡ bố mẹ, từ đó gắn kết tình cảm gia đình. Quan trọng hơn, các trẻ lớn lên được trang bị kiến thức để biết sống tự lập, không phải phụ thuộc vào người khác. Hiện nay, những buổi workshop cho thiếu nhi không phải là hiếm, thế nhưng những lớp ngoại khóa mà ngay cả cô và trò đều được thỏa thích cuốn theo một niềm đam mê thì quả là đặc biệt. Những ngày hè sẽ thật sự thú vị hơn khi các bé có thêm được nhiều lựa chọn ngoại khóa thiết thực như thế này. Và đây thực sự là món quà ý nghĩa thiết thực của bố mẹ dành cho con cái của mình.